Đây. Ngày hôm nay thì như tiêu đề thì mọi người cũng sẽ biết mình làm gì đúng không? Hôm nay thì mình sẽ ra một cái video khui hàng bom. Nói chung thì hôm nay mình sẽ gộp lại tầm 6-7 đơn hàng bom gì đó. Nên là video này rất là dài luôn. Nên là mọi người nếu mà thích thì xem hết video này giúp mình nha. Ok, và video sẽ được bắt đầu thôi. Let's go. Đầu tiên thì mình sẽ khui một cái đơn bom của một bạn. Đây là Nguyễn Lệ Quyên. Tên là Nguyễn Lệ Quyên, khu 15, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, Phú Thọ nha. Bạn này là một bạn cố tình đặt bom hàng chứ không phải là do một vấn đề gì hết ha. Không phải là do vấn đề vận chuyển, không giao gì được. Những cái đơn hàng của mấy bạn mà có cái lý do mà không nhận hàng nữa, tức là cố tình không nhận hàng hoặc là từ chối nhận hàng, thì mình sẽ đem lên đây mình show cho mọi người cái địa chỉ ha. Mình không biết là địa chỉ đúng hay không, nên mình cứ đem lên đi. Đặt hết là 241.454 đồng. Đặt rất là nhiều sushi luôn. Ở rất là xa mình đặt, quá trời đặt luôn mọi người. Cái cục đó nó rất là nát luôn. Gần Tết rồi mà nhận mấy cái đơn bom này buồn lắm luôn á. Ok, để xem là đã đặt những gì ha. Đây là đầu tiên là quà mình tặng cho bạn ấy nè. Cũng có một cục băng keo ha. Đây là extra. Đặt rất là nhiều sushi luôn. Đó, đây là bạn nào mà thấy đơn bom về mà ưng mẫu nào thì mọi người lên Shopee đặt nha. Qua Tết mình bán lại. Bánh tròn nè, hamburger. Như là nó có bị lỗi không chứ, mà chắc hình như là cũng không có gì đâu ha. Mà thấy cũng chưa có tổn hại gì. Đặt một nó hộp sữa nữa nè. Đây là bao bì lì xì Tết mình tặng. Đây là bao bì kèm cho sushi. Đặt rất là nhiều sushi Tết Indo luôn á. Qua cái chiên nữa nè. Qua xi băng keo. Sushi ngẫu nhiên. Coca-Cola nè. Bánh ốc nè. Mọi người, bạn nào cũng học bánh ốc hết trơn mà đặt xong cái bom này đi nói gì. Đặt quá trời thích Indo luôn. Rồi, một cái lá bánh kem ha. Và cuối cùng là mấy cái móc khóa mọi người. Đơn bom tiếp theo ha. Đơn bom này thì chắc là thôi mình chở luôn. Đơn bom này là cùng bạn khách quen ha. Nhưng mà bạn ấy đặt rất là nhiều lần bên mình luôn. Nhưng mà không hiểu sao thì bây giờ mình thấy giao đến cho bạn ấy thì mình thấy là người nhận từ chối nhận hàng. Bạn ấy từ chối nhận 3 đơn bên mình lận. Đơn này hết 195.900 đồng. Không biết vì lý do gì ha. Thấy đặt 3 đơn bên mình là thấy là người nhận từ chỗ nhận hết á, nên là hàng về với mình luôn. Nhắn tin thì cũng chưa thấy bạn ấy nói gì. Ok, giờ mình sẽ xem bạn ấy đặt cái gì nha. Một cái hộp to quá. Cận Tết rồi mà đơn bom còn nhiều hơn cái đơn mà mình bán nữa. Quen mà làm vậy chắc mình buồn quá. Xe ra rất là nhiều ha. Mình sẽ mọi người xem lại cái gì. Đặt cái túi giấy gói hàng này mọi người mà nó cong luôn rồi. Thôi cái này là mình để mình xài hết rồi. Lát bánh kem đã hoàn về. Bánh tròn. Sổ này. Donut 9.000. Set 5 washi. Trời ơi, nó móp trời. Kem washi băng keo.
Đây là nốt mà dây nốt ở bên trong, đây là cái hộp nốt mà bên trong sẽ không có dây nốt nha. Sẽ 9.000. Cho đặt hai cái bánh ốc luôn nè. Sandwich. Đây. Đây là nguyên một cái extra mình tặng cho em trên đó luôn mà không nhận. Dễ sợ. Cũng có bao bì lì xì ha. Đây là bao bì mình kêu nó sushi extra. Mình còn tặng cho một quyển sổ nữa nè, cho sticker nữa, móc khóa nữa mà không có nhận. Ok, bây giờ mình sẽ đến với những đường bấm tiếp theo nha mọi người.